Quý vị đang đến với bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hai đối tượng trốn lệnh truy nã ở Lâm Đồng xa lưới. Kính thưa quý vị, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết hai đối tượng trốn lệnh truy nã của cơ quan này đã bị bắt giữ. Đó là Nông Văn An, 56 tuổi và Lù Túy Vinh, 28 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng. Trước đó tháng 2 năm 2024, Lù Túy Vinh phạm tội giao cấu với trẻ em, bị Công an huyện Đức Trọng ra lệnh truy nã. Ngày 3 tháng 10, từ nguồn tin báo, đối tượng Lù Túy Vinh đang lẩn trốn tại nhà của người quen ở phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau đó, trinh sát đội cảnh sát hình sự, đội điều tra tổng hợp đã nhanh chóng phối hợp Công an phường 8, thành phố Đà Lạt, bí mật tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng. Trước đó, cơ quan công an cũng đã bắt đối tượng Nông Văn An. Đối tượng này bị truy nã ngày 10 tháng 1, 2022 về hành vi đánh bạc. Đến ngày 28 tháng 9, qua nguồn tin, Công an huyện Đức Trọng phát hiện đối tượng An đang lẩn trốn tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trên thông tin đó, Công an huyện Đức Trọng đã cử một tổ trinh sát liên hệ phối hợp cùng Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, thu thập thông tin, các mối quan hệ liên quan đến đối tượng. Sau đó, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định. Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết, việc liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã đã góp phần lớn trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội phạm sống ngoài vòng pháp luật. Thưa quý vị, trong 2 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã trải qua rất nhiều biến động lớn. Dù tồn tại mâu thuẫn, cả hai quốc gia vẫn nỗ lực duy trì tình hữu nghị. Vấn đề nổi bật là kế hoạch xây dựng kênh đào Phù Nam của Campuchia có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế người dân đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam đã yêu cầu Campuchia tham vấn về tác động của dự án nhưng bị từ chối. Cuộc biểu tình quy mô lớn của hơn 16.000 người dân Campuchia phản đối sự tham gia của chính phủ vào tam giác phát triển CLV cho thấy chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng và có khả năng làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Sự phát triển sức mạnh quân sự của Campuchia từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80 đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh kéo dài làm suy yếu khả năng quân sự của quốc gia này. Sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ, Campuchia đã rơi vào hỗn loạn. Nhưng điều này đã thúc đẩy nước này nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng củng cố quốc phòng. Kể từ thập niên 1990, Campuchia đã từng bước hiện đại hóa lực lượng quân sự nhờ sự hỗ trợ từ Trung Quốc, từ trang bị quân sự đến diễn tập chung như diễn tập Kim Long 2024. Dù sức mạnh không quân còn yếu với những máy bay lạc hậu, Campuchia đang tiến hành hiện đại hóa, bao gồm việc mua sắm máy bay L-15B từ Trung Quốc và cải thiện năng lực phòng không. Hải quân cũng được chú trọng trong phát triển nhằm bảo vệ an ninh biển với sự nhập khẩu và trang bị mới từ Trung Quốc như tàu hộ vệ 056. Campuchia đang nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến hải quân thông qua việc bồi dưỡng nhân lực và nhập khẩu tàu thuyền phòng thủ bờ biển nhằm đối phó với mối đe dọa từ Việt Nam, cường quốc quân sự hàng đầu Đông Nam Á. Mặc dù Việt Nam có sức mạnh quân sự vượt trội, Campuchia không chọn khuất phục mà tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các quốc gia khác để nâng cao khả năng quân sự. Trong bối cảnh chính trị Đông Nam Á đang thay đổi, Campuchia có cơ hội phát triển sức mạnh quân sự thông qua hợp tác với Trung Quốc, nhận sự hỗ trợ kỹ thuật và trang bị tiên tiến, đồng thời nâng cao vai trò trong các vấn đề khu vực, kinh tế phát triển mạnh mẽ cũng là nền tảng cho sự củng cố sức mạnh quân sự của Campuchia trong những năm gần đây. Dự báo GDP của Campuchia năm 2024 sẽ tăng 6% nguồn cung cấp nguồn lực tài chính cho quốc phòng và thúc đẩy ngành công nghiệp lưỡng dụng. Campuchia sẽ củng cố hợp tác quân sự với Trung Quốc, nhập khẩu trang thiết bị tiên tiến và tự chủ xây dựng lực lượng quân sự, nâng cao khả năng ứng phó với thách thức an ninh khu vực. Quốc gia này cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động quốc tế và duy trì hòa bình với các nước lân cận, hướng tới an toàn thịnh vượng. Bài báo phản ánh những quan điểm sai lệch về quan hệ Campuchia-Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Việt Nam trong việc đánh bại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, dẫn đến cái chết của gần 3 triệu người Campuchia. Những hiểu biết hạn chế về lịch sử vẫn khiến nhiều người không lý giải được sự tàn bạo của Khmer Đỏ. Khmer Đỏ được xem là biến thể cực đoan của phong trào nông dân, đã tạo ra một xã hội không gia đình và không trường học, họ tàn sát dân tộc mình và xâm lược biên giới Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1977, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Tháng 12 năm 1978, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia kêu gọi Việt Nam hỗ trợ chống lại Khmer Đỏ. Việt Nam đã giúp Campuchia giành độc lập nhưng phải ở lại 10 năm, năm 1979-1989 để ngăn chặn sự trở lại của Khmer Đỏ. Điều này bị xuyên tạc thành xâm lược. Tòa án quốc tế đã xác nhận Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng, chứng minh sự can thiệp của Việt Nam là chính nghĩa. Tuy nhiên, một số người Trung Quốc vẫn coi Việt Nam là mối đe dọa trong khi thực tế Trung Quốc mới là nguy hiểm lớn hơn cho Đông Nam Á. Tranh chấp Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang đơn độc, trong khi các quốc gia khác dù có mâu thuẫn riêng lại hợp tác phản đối yêu sách phi lý của Bắc Kinh. Điều này khiến người Trung Quốc cần đặt ra câu hỏi tại sao các nước như Việt Nam, Philippines và Malaysia lại có thể đoàn kết. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào Campuchia, đặc biệt là căn cứ RIM, được cho là hỗ trợ cho hoạt động quân sự và giám sát vệ tinh. Tuy nhiên, theo giáo sư Alexander Vu Vinh từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trong trường hợp xung đột, các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ trở nên dễ tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái. Nếu Trung Quốc kiểm soát căn cứ RIM, họ có thể bao phủ vùng biển phía nam Việt Nam và toàn bộ khu vực Đông Nam Á, gây ra mối đe dọa lớn cho an ninh khu vực. Vấn đề ở đây không chỉ là căn cứ quân sự, mà còn là khả năng Trung Quốc xuất phát từ đó để kiểm soát vùng trời và biển xung quanh. Sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với Campuchia có thể là có mục đích và Việt Nam không có lý do nào để xâm lược mà lại giúp xây dựng đất nước như đã làm. Việt Nam đã viện trợ về y tế và giáo dục cho 4 tỉnh Campuchia trong khu vực phát triển chung. Thêm vào đó, Trung Quốc mở rộng sáng kiến vành đai và con đường tại Campuchia trong bối cảnh nước này có nguy cơ sập bẫy nợ lớn. Nếu có xung đột xảy ra, Việt Nam sẽ không khởi đầu cuộc chiến vì lịch sử yêu trụng hòa bình của dân tộc này. Việt Nam đã khéo léo xử lý các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và sự bình tĩnh ấy khiến Trung Quốc nể phục. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia hiện tại vẫn được duy trì tốt đẹp, không có hành động quá khích nào từ phía Việt Nam. Còn quý vị nghĩ sao về bài báo của Trung Quốc này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Tin chấn động, Đại tướng Phan Văn Giang được chỉ định làm Chủ tịch nước. Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ khám phá về Đại tướng Phan Văn Giang, một lãnh đạo được kính trọng và tin yêu từ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, khẳng định năng lực qua nhiều nhiệm vụ quan trọng. Việc ông được cân nhắc làm Chủ tịch nước đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, hứa hẹn tiếp tục dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, hướng tới thành công mới. Hãy cùng tìm hiểu thêm trong video ngày hôm nay. Mời quý vị khám phá sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước cho Đại tướng Phan Văn Giang, không chỉ nhờ những thành tựu mà còn vì phẩm chất đạo đức cao đẹp của ông. Ông luôn giữ vững tinh thần trung kiên và đặt lợi ích đất nước, nhân dân lên hàng đầu. Điều này đã ghi dấu ấn trong lòng mỗi người dân Việt Nam là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba với tầm nhìn chiến lược. Ông đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng quân đội vững mạnh và hiện đại hóa lực lượng, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với những đóng góp trong công cuộc bảo vệ đất nước và chiến lược phòng thủ, Đại tướng Phan Văn Giang đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh an ninh đầy thách thức hiện nay. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ ghi dấu ấn với những thành tựu trong nước mà còn có nhiều đóng góp quan trọng giúp Việt Nam trở thành đối tác quốc phòng đáng tin cậy trên trường quốc tế. Nhờ tầm nhìn chiến lược, ông đã nâng cao vị thế quốc phòng Việt Nam và xây dựng lòng tin với nhiều quốc gia, thể hiện qua việc nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và an ninh trên Biển Đông. Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, ông kiên quyết giải quyết các vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng với các quốc gia như Nga, nhấn mạnh chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam. Thông qua các cam kết quốc tế, ông luôn thúc đẩy việc ký kết bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với tính thực chất và pháp lý cao. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ quốc tế mà còn tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Ông được nhân dân tin yêu nhờ tính cách giản dị, thật thà và gần gũi. Hình ảnh một vị tướng đúng chất bộ đội Cụ Hồ, khác với nhiều lãnh đạo, ông luôn thể hiện sự thân thiện, không ngại giao tiếp với công chúng. Là người lính trưởng thành từ cơ sở, ông giữ vững những giá trị cốt lõi của người chiến sĩ, phản ánh qua cách đối xử với mọi người xung quanh. Chính sự tận tâm và trách nhiệm này đã giúp ông giành được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và nhân dân, tạo nên hình ảnh của một người con kiên cường và ấm áp từ mảnh đất Thành Nam.
Không thể phủ nhận những đóng góp thiết thực của Đại tướng Phan Văn Giang cho đất nước, từ xuất thân là người lính đến vai trò trong bảo vệ và phát triển quốc phòng cũng như thành tựu trên mặt trận ngoại giao, ông xứng đáng với sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với nhiều thách thức, tầm nhìn và phẩm chất của ông là nguồn động lực vững chắc cho toàn dân tộc. Tại cuộc họp Quốc hội ngày 28 tháng 11 năm 2023, ông nhấn mạnh Việt Nam không chỉ tự sản xuất vũ khí mà còn cung cấp cho thị trường quốc tế, thể hiện năng lực tự chủ cao trong công nghiệp quốc phòng. Với phong cách giao tiếp chân thành và gần gũi, ông luôn diễn đạt một cách dễ hiểu, tạo cảm giác thoải mái cho cử tri và đại biểu, thể hiện rõ sự giản dị và tận tâm trong công việc của mình. Đại tướng Phan Văn Giang đã thể hiện sự tôn trọng các đại biểu Quốc hội bằng cách trình bày rõ ràng các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng an ninh. Ông nhấn mạnh cần có chính sách lương thưởng, nhà ở và khen thưởng để ghi nhận những đóng góp của nhân lực, đầu tư vào con người là yếu tố quyết định sự thành bại của ngành này. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc chống tham nhũng, chỉ đạo hoàn tất điều tra và xét xử 30 vụ án trước cuối năm 2024. Ông nhấn mạnh không được chủ quan, phải kiên quyết triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm hay ngoại lệ. Để đẩy lùi tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng đang được triển khai mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các cơ quan chức năng đã điều tra nhiều vụ án lớn liên quan đến Công ty Cổ phần Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Phúc Sơn, xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên. Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 bị can, trong đó một số thừa nhận sai phạm và khắc phục thiệt hại hàng tỷ đồng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can trong một vụ án phức tạp liên quan đến nhiều địa phương, thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, hơn 500 cây vàng và 1.000 sổ đỏ. Dù không đặt ra thời hạn cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh tinh thần giải quyết sớm vụ án. Về vụ án Vạn Thịnh Phát, tòa án chuẩn bị xét xử phúc thẩm, sau đó cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra. Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn cũng đang gây nghi vấn về sự liên quan của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhiều vi phạm nghiêm trọng, có thể dẫn đến xử lý kỷ luật hoặc bị truy tố. Có thể có hai nguyên nhân dẫn đến sai phạm của ông Võ Văn Thưởng. Thứ nhất, các sai phạm này có thể đã xảy ra từ trước nhưng không được phát hiện cho đến khi một vụ án khác bị điều tra. Thứ hai, sai phạm xảy ra sau khi ông Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước khiến cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời. Đáng chú ý, vào đầu tháng 3, nhiều cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan. Ông Thưởng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong giai đoạn 2011-2014 khi Tập đoàn Phúc Sơn bắt đầu đầu tư tại đây. Những sự kiện này có thể là lý do chính dẫn đến việc ông Thưởng bị miễn nhiệm nhanh chóng vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, làm dấy lên lo ngại về việc quan chức bảo kê cho doanh nghiệp tư nhân. Tập đoàn này gây bức xúc với nhiều sai phạm trong các dự án BT tại Nha Trang và liên tục trúng thầu các dự án hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, dự án khu trung tâm đô thị Nha Trang bị yêu cầu truy thu gần 12.000 tỷ đồng. Nhưng Phúc Sơn khẳng định thiếu căn cứ pháp lý, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng với tổng mức đầu tư tăng 484 tỷ đồng và tiến độ chỉ đạt 27% khối lượng xây lắp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm luật đất đai năm 2013 khi tiếp nhận đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn vào tháng 12 năm 2015 mà chưa có quyết định thu hồi hay giao đất. Điều này đặt ra nghi vấn về sự bảo kê của các thế lực phía sau, cho phép Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, lũng đoạn hệ thống quyền lực và thực hiện các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Hậu không chỉ đầu tư 1.500 tỷ đồng vào Nghĩa trang Thiên An Viên mà còn tạo ra một đế chế kinh doanh với các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng. Bộ Công an đã thông tin vụ án của Hậu và các đồng phạm, cho biết đây là một vụ án lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước, với nhiều lãnh đạo tỉnh bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ đồng để tạo điều kiện cho hoạt động của Hậu. Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo, đã khai nhận chuyển 64 tỷ đồng cho Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long, phục vụ cho mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2014. Hiện có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, nhưng đã vi phạm nghiêm trọng như không kê khai tài chính, trốn thuế và bán dự án chưa đủ điều kiện.
Dù năng lực chỉ ở thế trung bình, tập đoàn này vẫn trúng thầu nhiều dự án lớn, trong khi Bộ Công an tiếp tục điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán, hối lộ và đấu thầu. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích nêu trên, hãy để lại bình luận một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết bác Tô Lâm khai lò đầu tiên là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong ngày nhậm chức Tổng Bí thư. Lò đã cháy rực đỏ, đó là Văn phòng Trung ương Đảng đã thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét về công tác cán bộ Trung ương đồng ý cho ông Lê Minh Khái. Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều lãnh đạo địa phương đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi. Từ tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 6 đối tượng và mở rộng điều tra vụ án, xác minh các sai phạm của tập đoàn tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, ba lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều quan chức Quảng Ngãi cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu. Hậu đã chuyển 64 tỷ đồng cho Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít với chiêu trò tác động đến cán bộ cấp dưới nhằm thu lợi. Vụ việc này cảnh báo rằng chỉ có con đường liêm khiết mới giúp tồn tại và tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ đã bị thôi giữ các chức vụ trong Đảng do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật, gây dư luận xấu và giảm uy tín của tổ chức Đảng. Trong thời gian làm Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Khái đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến việc giải quyết sai quy định đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Mặc dù bị kỷ luật và không còn giữ chức vụ trong Đảng, ông vẫn giữ chức Phó Thủ tướng vì Quốc hội chưa tiến hành cuộc họp bất thường để miễn nhiệm ông. Ông Lê Minh Khái đã mất các chức danh trong Đảng và dự kiến Thủ tướng sẽ trình Quốc hội để miễn nhiệm ông khỏi vị trí Phó Thủ tướng, tạo ra khoảng trống trong bộ máy lãnh đạo Chính phủ. Hiện có nhiều đồn đoán về người thay thế, trong đó có Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thành Nghị. Việc miễn nhiệm diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức và sự thiếu vắng một Phó Thủ tướng có kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai các chính sách lớn của quốc gia. Việc bổ sung một Phó Thủ tướng mới là cần thiết để đảm bảo sự việc liên tục và ổn định trong điều hành đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại và an ninh. Ứng viên cho vị trí này phải có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và khả năng đối phó với những thách thức lớn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nổi lên như một ứng viên sáng giá, nhờ vào kinh nghiệm sâu rộng trong đối ngoại và quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho vị trí này. Ông Bùi Thanh Sơn đã chứng tỏ năng lực thông qua vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-EU, đặc biệt với Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện PCA. Khả năng ngoại giao tinh tế và chiến lược của ông được thể hiện qua sự kiên nhẫn và khéo léo trong các cuộc đàm phán phức tạp. Ông không chỉ am hiểu chính trị toàn cầu mà còn có khả năng cụ thể hóa chính sách đối ngoại phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Với kiến thức rộng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, ông Sơn có tầm nhìn toàn diện giúp đưa ra các quyết sách hợp lý. Với kinh nghiệm phong phú và tầm nhìn chiến lược, ông Bùi Thanh Sơn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò Phó Thủ tướng. Sự vắng mặt của một Phó Thủ tướng thường trực đã tạo ra khoảng trống lớn trong cơ cấu lãnh đạo, đặc biệt khi đất nước đối mặt với nhiều thách thức. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hòa Bình cũng nổi lên như một lựa chọn tiềm năng nhờ nền tảng công tác vững chắc từ ngành công an đến lĩnh vực tư pháp, với kinh nghiệm quản lý và sự kiên định trong xử lý các vấn đề phức tạp. Ông Bình là một ứng cử viên đáng chú ý. Từ năm 2016, ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên cương vị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là vị trí đòi hỏi sự công minh chính trực và tầm nhìn chiến lược để dẫn dắt hệ thống tư pháp trong bối cảnh cải cách pháp luật. Ông đã lãnh đạo ngành tòa án vượt qua nhiều thách thức, đảm bảo tính minh bạch và công bằng, củng cố niềm tin của người dân vào công lý. Việc ông được bầu vào Trung ương Đảng và Bộ Chính trị tiếp tục minh chứng cho sự tín nhiệm và năng lực lãnh đạo của ông trong hệ thống chính trị. Nếu ông Trần Văn Sơn được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, điều này hoàn toàn hợp lý và phản ánh xu hướng thăng tiến đã được định hình. Sinh năm 1961 tại Nam Định, ông không chỉ có học vấn vững chắc với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh mà còn kinh nghiệm quản lý đa dạng. Ông đã thể hiện xuất sắc vai trò lãnh đạo từ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho đến Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Việc tham gia tích cực vào phòng chống COVID-19 và cải cách hành chính càng củng cố năng lực và tầm nhìn chiến lược của ông cho sự nghiệp phát triển quốc gia. Ông Trần Văn Sơn, với vai trò kiêm nhiệm Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đã củng cố thêm vị trí quan trọng trong việc điều phối hoạt động chính trị nội bộ của Đảng và Chính phủ. Với nền tảng học vấn vững chắc,
Kinh nghiệm quản lý đa dạng và tầm nhìn chiến lược, ông Sơn hoàn toàn đủ phẩm chất để đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng. Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào định hình chính sách lớn của chính phủ trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với thách thức quốc tế. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.